trước đây trên mạng xã hội từng xuất hiện khá nhiều các bài đăng nhờ dân mạng chỉnh sửa ảnh giúp. Và rất ít, nếu không muốn nói là hiếm, khi chủ nhân của những bài đăng này nhận được sản phẩm ưng ý. Các nhân vật trong ảnh bỗng trở thành trung tâm của loạt ảnh chế khiến người xem bật cười. Nhiều trường hợp xảy ra như vậy, nhưng nam thanh niên dưới đây vẫn quyết tâm thử vận may của mình. Theo đó, vấn đề của anh ta chính là một góc áng lúc sơ dinh bị sọc sệt, hở cả bụng ra ngoài khiến bức ảnh kém hoàn hảo, nên anh chàng muốn nhờ các cao thủ Photoshop trên mạng chỉnh ảnh giúp. Nam thanh niên nhờ dân mạng chỉnh ảnh hộ. Nam thanh niên tha thiết muốn được cho giúp góc áng đó. Tuy nhiên, kết quả nhận về thì thật sự hài hước làm sao. Theo đó, một sản phẩm thậm chí xé rách cái áng để hở nguyên phần ngực đến bụng. Người khác hài hước hơn, chỉnh sửa khiến anh chàng có một bộ đồ y hệt cô gái đứng cạnh. Đúng là một ca giao trứng cho ác nữa. Những cái kết nhận về thật sự cay đắng biết bao. Dân mạng cũng bật cười, nhưng chỉ biết trách anh chàng dại dột tin nhầm người chỉnh hộ. Biết bao chuyện hài hước từ việc chỉnh sửa này, nhưng cuối cùng vẫn không mang đến kết quả tốt tí nào. Cười tết mất, anh chàng này chắc phải giận tím người vì mấy cái hình chỉnh sửa này. Đúng là đôi khi sự dại dột phải trả giá ngay và luôn, một dân mạng bình luận.